Chào các bạn. Để đo được chiều dài của sắp giấy nốt, chúng ta có thể sử dụng cả hai loại thước. Nhưng để đo chiều dài của cây bút chì thì chúng ta phải sử dụng cây thước có giới hạn đo 20 cm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo chiều dài của sắp giấy nốt trước nha. Bước 2. Đặt thước dọc theo độ dài cần đo, sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước. Bước 3. Để đọc kết quả chính xác, chúng ta cần đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật. Chúng ta sẽ đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu này của vật. Bây giờ, chúng ta cùng đo chiều dài của cây bút chì. Không, bạn đã đặt vật sai rồi. Bạn phải đặt bút chì song song với thước. Đúng rồi, chỉnh một chút xíu nữa. Bạn để đuôi bút chì trùng với vạch số 0 của thước. Ok, bạn đã làm rất tốt. Hãy nhìn đầu bút chì. Đầu bút đang ở vạch 16,7 cm. Mọi thứ đơn giản phải không? Bây giờ, chúng mình thử đọc độ dài của các vật sau nha. Chiều dài khối gỗ là bao nhiêu? Các bạn hãy điền kết quả nào. Đáp án là Chiều dài và chiều rộng của bao thư là bao nhiêu? Các bạn hãy điền kết quả nào. Đáp án chiều dài của bao thư là 10,9 cm. Các bạn có câu hỏi nào không? Hãy hỏi thầy cô và bạn bè hay hỏi Trạng nha. Hy vọng hôm nay các bạn đã có bài học thú vị. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác của Trạng. Chào tạm biệt.